Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó hai chân xu xí sọn và bong bé bỏng. Ở diễn biến của tập vừa rồi, nhờ vào sự giúp đỡ của hacker thì anh Sen đã lấy lại được bằng chứng chứng minh rằng xu bị vu oan đó cả nha. Tuy nhiên sau khi mà thất bại ở kế hoạch lấy đi cái bằng chứng ở tay anh Sen thì cái kẻ lạ mặt này đã tiếp cận bé Thảo, lấy đi bộ đồ của bé Thảo và chiếc xe đạp. Thì liệu rằng tên này đang có mục đích gì thì mời cả nhà đón xem ở tập này nha. Ủa xe đạp của mình? Mất cầu rồi, mất xe đạp luôn rồi. Chết rồi, xe đạp đâu rồi? Xe đạp mẹ mình mới mua cho mình mấy chục triệu, cái cầu mấy trăm ngàn, bữa đường mấy triệu, đây gì mấy trăm ngàn nữa. Rồi bây giờ mất hết rồi, giờ làm sao đây? Mất hết rồi, làm sao bây giờ nhắn nó được đây? Cướp xe đạp đồ của người ta chấn giận ấy trời, rồi người ta để dí đeo rồi thôi, để chạy xe đạp không được rồi còn cố dắt chạy thế nữa. Mẹ ở đây cũng không có ai cứu mình hết, giờ làm sao, giờ nhà biết hơn nói với ba mẹ làm sao đi trời. Mất hết đồ rồi, chiều nay người sẽ ăn sinh nhật nữa, cha lấy nhận kêu rồi rồi hỉ. Sau khi mà tên này lấy đi cái xe đạp của bé Thảo á, thì tên này bắt đầu di chuyển tới một cái vị trí nào đó đó cả nha. Mình sử dụng những cái đồ đấy không? Ở đây nó có cái công viên này nè. Bây giờ mình phải vô cái công viên này, mình lấy cái đồ này ra mình sử dụng, mình nghiên cứu thử nó là như thế nào. Vậy là lần này cái tên này đã có cái kế hoạch để có thể đối phó anh Sen rồi đó cả nha. Trời ơi cả nhà có thấy không, cái đối tượng này ghê thiệt. Vừa rồi á là tên này đã dễ dàng thành bé Thảo để có thể tiếp cận anh Sen lấy đi cái bằng chứng chứng minh Su bị vô tội đó cả nhà. Thì liệu rằng cái tên này có thành công hay không? Ok. Cả nhà, mình đã lấy được bằng chứng rồi. Bây giờ chỉ có mình về mình đưa cho chị Hiền chắc chắn luôn. Su thì được minh oan. Lần này Su sẽ không phải đi học nội trú nữa. Đó cả nhà thấy không? Su rất là vui luôn, bông lại đây. Đó, thôi đây bông. Đây. Ủa anh nghe nói là hôm nay là em đang sinh nhật mẹ. Ủa hôm nay anh nghe nói đi ăn sinh nhật mẹ sao luôn ở đây? Dạ em đi ăn sinh nhật em đi học gì bây giờ em
bộ áo đó hôm qua anh mới tặng cho em để em ăn sinh nhật mà. Đẹp, anh xuyên thấy gì không? Đẹp, đẹp, đẹp. Trời ơi, anh xuyên đi đâu chưa vậy? Ok, ngồi đó anh nói cho nghe nè. Hồi nãy á, nhờ vào sự giúp đỡ của bạn hacker, anh đã lấy được cái bằng chứng về cái người mà bữa giờ Vũ An cho em Xu rồi nè. Nè Thảo, đúng rồi đó, tất cả những bằng chứng về tên nó đều nằm ở trong đây hết rồi. Hacker bẻ của anh á chỉ cần về cắm vô USB là có thể xem được hình ảnh về cái đối tượng đó luôn. Bây giờ anh đang đem về đưa chị Hiền á. Ờ vậy á, anh đúng rồi em xin nhìn nó lẹ quá ha. Ờ cái đây là để cắm vô trong máy tính nè đó, để kết nối với máy tính á. Mà lần này á, hồi nãy á anh kể cho em nghe, hơn á là hồi nãy có bạn hacker tốt á giúp quýnh cho anh cái đối tượng nào đó tới định giật cái đây nè, hơn nó là lấy lại được đó em, chứ không là không có bằng chứng đem về cho chị Hiền đâu. Dạ đó. Anh Hiền ơi, em đi học về em khát nước quá, anh cho em mua nước cho em uống đi, em ngồi để em pha sụn với bông cho. Ok được rồi, vậy thì em ngồi đây nha, em coi gì mà anh Su Bông nha. Dạ. Rồi để có gì á anh đi mua nước cho uống. Dạ. Được rồi rồi Su Bông ngồi đây nha, anh đi mua cho. Để có thể lấy lại được bằng chứng á, thì Su với ông liền dí theo cái đối tượng này đó cả nhà. Tuy nhiên đối tượng này là người lớn, vì vậy á là Su không thể làm được gì hết cả. Ok nha, hiện tại là mình đã mua được cho bé Thảo một hũ sữa, một chai nước rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem lại cho bé Thảo với lại Su Bông uống. Ủa? Ủa Thảo? Thảo đâu đây? Sao anh nói Thảo nói anh mua nước cho Thảo mà ở đâu đây? Làm gì con? Đối tượng này nó lấy hết đồ của em rồi. Ủa? Cứ xe đẹp trắng trợ luôn. Làm gì phải, hồi nãy anh vừa mới gặp Thảo bên kia mà. Thảo còn nói là khát nước, kêu anh đi mua cho Thảo nước nữa mà. Có phải là cái bộ đồ mà chưa váy đi mà cái áo là đỏ không? Đúng rồi, cái bộ đồ mà hôm qua anh tặng Thảo để ăn sinh nhật nè. Mà anh còn thấy là đẹp xe đẹp nữa mà. Ủa chứ nãy người nãy là Thảo mà. Đúng vậy em. Thảo đừng có chôn anh nha. Su Bông đâu rồi? Em không biết, làm có canh cho xem biết. Thì chắc là em mất đồ rồi. Em mà chơi ai em đi bộ mấy cái số làm cái gì? Vậy là không phải Thảo kêu anh đi mua nước với lại mua sữa hả? Em cũng thấy á, nhưng mà em đâu có kêu anh mua, em có gặp anh đâu. Bây giờ em mới gặp anh nè. Chết rồi thôi. Thảo thì cái người mà hồi nãy gặp anh là ai? Em đâu có biết. Chết rồi, thế là chắc chắn luôn. Cái người mà hồi nãy đã lấy đồ của Thảo á là để dễ dàng lại tới gặp anh rồi. Vậy mình về đó xem đi anh. Nhanh lên. Chết rồi. Đúng rồi Thảo ơi. Cái bè đó kìa, hình như là Su là đang quýnh bè, đang giành lại sao á, phải không? Phải. Nhanh lên. Đúng rồi. Lấy lại cái đó. Thì ra tên này là tên giả mạo. Mày đưa lại thiết bị đó cho tao. Thảo cố lên Thảo, lấy thiết bị đó đây. Thảo cố lên, lấy thiết bị đó đây. Cả nhà. Đưa cả nhà, thôi rồi, đi lên. Nó bỏ chạy rồi cả nhà. Thôi Su ơi. Cả nhà, tụi nó bỏ chạy rồi kìa cả nhà. Su ơi, lại đây. Ok, mình đã lấy được thiết bị đó rồi Thảo ơi. Trời ơi, cả nhà thấy không? Thảo khóc luôn nè. Xem Thảo. Anh cướp đồ hết của em rồi. Ok cả nhà, hên quá cả nhà. Nhờ vào sự giúp đỡ của bé Thảo á, do bữa giờ bé Thảo đi học võ cả nhà, nên bé Thảo mạnh á, bé Thảo đánh một cái là tụi nó rớt cái đây ra lại luôn nè. Đúng không Thảo? Đúng rồi á. Bây giờ bắt bự rồi anh mua cho người rồi làm sao?
Thôi được rồi, để với anh mua lại cho bộ đồ mới. Đây nè, cả nhà coi nè. Trời ơi, tôi nó đé một cái là Thảo té mày bây giờ. Coi cái chân của Thảo này cả nhà. Đó, bầm hết luôn rồi nè. Đó, theo không? Không anh, một đứa chơi sữa. Được rồi, bây giờ mua cho. Là nó bận mua đồ, em lấy chạy bây giờ người ta tưởng không sao đâu, cái hết bộ đồ đó bây giờ anh sẽ đăng lên cho mẹ mọi người, ai mà thấy bộ đồ đó sẽ thông báo cho anh em mình, được chưa? Đó. Được rồi cả nhà, thiết bị đây mình đã lắp lại được rồi, hên ghê á. Tôi nói ghê thì dám dễ dàng với Thảo đem vô ship nữa là mình đã bị tên này lừa mất rồi. Bây giờ phải nhanh chóng đem cái đây về đưa cho chị Hiền thôi Thảo. Có sao em anh cũng không nhận ra là sao? Thì tại vì tôi nói mặc đồ giống y chang Thảo luôn mà. Chứ lại là em rùng mà sao tôi nói cao mà anh nhận không được? Anh đâu có nhận ra đâu, nhưng mà tôi nói đóng dễ Thảo quá đỉnh luôn Thảo. May mà hên á, may mà nhờ Su nè, Su nhận ra, Su kịp thời, Su mới ngăn cản thôi đó. Không là mất đâu rồi. Ờ, mà hồi nãy Thảo nói Thảo mất cái gì? Mất xe đẹp nè. À, cái xe đẹp đúng không? Hình như là bên kia. Nhớ nó Thảo, Su không? Qua đây. Ui da, đây, đây xe đẹp của Thảo nè, đúng không? Đúng rồi anh. Chu cha cả nhà cái xe đẹp đây nè. Mẹ với Thảo mới mua cho với Thảo đến gần 3-4 triệu luôn. Hên á, là mình kịp thời lấy lại chứ không á là mất luôn cái xe đẹp này rồi cả nhà. Trời ơi. Nghe qua mặt em luôn, em chạy dí không bỏ chạy nữa. Thôi được rồi, bây giờ phải nhanh chóng về mở ra coi trong đây nó chứa cái gì. Mày tên đây bữa giờ liêu mẹ hai lần để lấy cái đây rồi Thảo. Đó. Đi anh. Ok, bây giờ mình sẽ về mình mở nó cho cả nhà cùng xem ra thiết bị đây nó chứa gì nha cả nhà. Thì liệu rằng ở trong thiết bị chứa nội dung gì và Xuân có được minh oan hay không, và cái đối tượng kia là ai, thì mời cả nhà đón xem ở tập cuối cùng vào ngày thứ 6 này nha.